Mình cũng làm Facebook thêm bằng cái thải gái đẹp. Mình sẽ gửi tin nhắn em đây dễ thương quá. Mình thư nhắn tin và hôm nay làm đau tim mình thành tí chơi với em. Mình đang nơi khác có một cô gái nhưng không thấy em. Mình gửi điện thoại, trả lời điện thoại là cô gái đang đứng trước mặt mình. Ai thế đó, ai thế đó, ai thế đó, ai thế đó, ai thế. Em với hình quá khác nhau, em với Facebook quá khác nhau. Ai thế đó, ai thế đó, ai thế đó, ai thế. Mình quay đi ngay. Hôm nay mình vẫn tìm cái đẹp trên Facebook tìm được rồi. Nhưng lần này mình nghĩ không thể nhầm biết đẹp gái hay không. Mình nghĩ trước khi gặp em nên gọi điện thoại video. Trong video em đẹp quá. Và hôm nay làm đầu tiên mình đi hát hồ với em. Khi gặp em mình cảm thấy em đẹp gái quá. Em nói là em muốn mua iPhone với túi LV và muốn ăn món bắp. Mình đã phải trả 20 triệu. Nhìn là gì? Chẳng thả, 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 chẳng thả. Hết chẳng. Nè mình phải bên nhà. Và mình lại gửi tin nhắn.